Ở sao trong về quê ngoại ruộng đau chín chiều. Ôi ôi ngủ đi nha con, bà ngoại cưng con nhiều lắm, thế là giỏi lắm nha bé nè. Thế là con cháu của ngoại giỏi thiệt là giỏi vậy đó. Ô ngoại chuông, cháu ngoan ngoại chuông. Cháu của bà nha, nó giỏi lắm vậy đó. Bà cũng đá bà nhiều lắm. Hello, hello. Mẹ mở cửa mẹ ơi. Xin kêu mày. Mẹ ơi. Ai nấu xin bị im lẹ. Bò. Sớt đi. Bỏ bên đó đâu. Ai nấu xin bị im lẹ. Mẹ ơi, mở cửa mẹ ơi. Lạnh quá mẹ. Ủa, giờ này ai kêu vậy kìa? Con mẹ. Bà ơi, nó thiệt chứ kìa bà. Mấy chồng Mỹ đi kì kìa. Tối ngày cái quảng cáo là mê bồ à. IT, NT gì tùm lum tà la. Ô, nín đi con. Mẹ ơi, mẹ cười mẹ ơi. Ờ, ủa. Ai mà kêu giờ này kỳ cục vậy ha. Mở nè. Ủa Tân hả con? Mới về mẹ. Con mới về hả? Bà ơi, má đã nói với con rồi. Khi nào á con về á, con đừng có đập cửa đập rầm. Con á đứng con họ là má nghe má biết má mở miệng hả? Má à, ở đây là ở Mỹ chứ không ở Việt Nam mà đứng trước cửa mà đập cửa mà hò kiểu này là người ta xong xóm á, cảnh sát nó sẽ gọi á, đem con người về điên á. Ủa vậy sao? Má à, nghe cái tiếng họ thì má biết chứ, má họ con na nó mê nó ngủ. Con nói má rồi, má đừng có hò nữa, má qua Mỹ rồi má phải học cách mà cho nó suôn sẻ một cái là theo cuộc sống của Mỹ mà, chứ đừng có phải như Việt Nam dưới quê đâu mà. Ủa vậy hả? Má cứ hò má có biết là đâu. À, má cơm nước gì cho má? Ồ, má nấu rồi con, má làm hết trơn hết trọi rồi đó. Về để lát con ra, con có vô phòng con tiếng. Ủa má? Cái phòng đó là phòng vợ chồng con mà sao má vô phòng con ngoài vậy? Lỡ như vợ con bỏ quên cái đồ quý gì ở ngoài rồi mất rồi sao? Sao con nói với vợ con? Ồ con ơi, má cũng ý tứ lắm bây giờ. Mà ý tứ cái gì con nói má hoài má. Khi nào má muốn vô á thì má phải bỏ 3-4 lần má mới vô, má rừng má coi coi tìm re má mới vô chứ má đâu có dám vô con. Má cũng biết vợ chồng con còn trẻ chứ. Con đâu cần phải vậy, dù mở cỏ cửa thế nào nhưng mà đồ quý vợ con nó bỏ ngoài lỡ như là mất á thì đó là con làm được giữa má. Con sợ má phục làm mà phiền má. Thứ hai là vợ con này nè, biết má giúp vợ con rồi. Ô, suốt ngày là nhà ngoài không chịu sao nói. Hôm nay mốt má biết rồi. Thôi à, má giữ gìn ha con ha. Ồ, tại con thấy mẹ nè. Nó là con thế này, con chị hai đem qua hay là má tự động á, má kêu qua vậy. Ồ, con à. Cái đó là má đó con. Chứ con thấy bây giờ á, kinh tế bây giờ nó sụt quá, chừng quá đổi rồi. Mà anh hai mẹ nó lại bị mới là bị lay off. Mà con cũng nên cảm ơn nó. Cũng nhờ cái chuyện đi ăn theo nó lay mày mới được qua. Cái đó con biết, nhưng mà má phải thông cảm thì vợ con nó làm trong phòng office. Nó về nó dùng đồ ấp cả ngày rồi. Mà nó về nó nghe tiếng nó khóc nữa. Làm sao nó chịu nổi. Thôi, từ rày sắp lên má hứa với con. Má không để cho bé Na nó khóc nữa đâu. Hả, mỗi khi nó khóc má bình tĩnh nó. Ê, không có, má hù ơ là nó đứt liền hả con à. Là hù ơ đó. Nó ghiền cái tiếng của hù ơ má lắm á. Nghe mùi giọng hôi vậy. Ồ, mắm á chứ. Khổ má ghê, con nói má rồi cái đó mắm trong nhà mà sao má nấu hoài vậy. Thì nó về chị Cúc bạn má trong nhà thờ á. Bả đi về Việt Nam, bả cho bịch mắm chặt châu đốc. Còn nó ngon lắm á con. Ở đây là Mỹ, trời má chứ. Nhà má lại tưởng đâu là má nấu mày nhớ là xóm cả bà con vậy á, người ta nghe cái mùi á chịu không nổi mà. Mà vợ con lại sinh ra ở Mỹ.
Má sao nó chịu nổi cái mùi mắm này? Hồi đó ông ngoại mày với tao cũng mê mắm cà rau quá chừng á. Thành ra má thấy má nấu cho con ăn là con thích thôi. Cái đó là Việt Nam á, còn ở đây là nhà nó có ngắn xíu rồi. Gõ cửa nó cũng nghe rồi con. Ồ, má cũng kỹ lắm á con. Khi mà má kho đó hả, má cũng đem ở trên cửa sổ á, má dặn cái quạt nó bay hết trơn, nó có mùi gì đâu con. Công như nhà là cũng nghe mùi rồi. Mà má nói là kỹ lưỡng như thế nào, nó dặn má nhiều lần rồi, đừng bao giờ mà nấu mắm trong nhà nữa. Thôi, thôi vậy rồi má, mai mốt chắc là... Thôi để má đem nó đổ đi nha con ha. Giờ lỡ rồi sao giờ? Mình đừng giấu đi, vợ con nó chịu con nghe có mùi rồi đấy. Nó nhàn con nữa, cả đêm tối đấy con ngủ sofa nữa đó. Mà đây. Thôi, chắc mai mốt má không dám kho nữa. Má biết rồi. Con bảo đảm với má hai ngày sau thôi, con sẽ nhận được thơ của tụi siêu tiên đợi xuống nhà con liền. Cho nên má, mà hiểu cho con, thông cảm cho con. Không phải là con cằn nhằn với má đâu. Má khổ, khổ lắm. Giữ vợ với má như vậy thế này là không sống được. Má không biết chứ. Má không làm một lần thứ gì để cho con khó là khó chịu như vậy đâu. Thôi, giờ con không biết. Bé Nga đó, má làm sao á, mà cho nó khiêm vợ con về. Con không muốn nghe một tiếng con nít nào trong nhà nữa hết. Vợ con nói càng nhà là con mệt lắm rồi, con làm cũng cả ngày cũng mệt lắm rồi. Thôi má hứa với con là mai mốt là má không có để con bên nào khóc mà để cho con khó lòng như vậy đâu. Thôi má gìn giữ cho con để con khổ quá thúc con. Giống phan quá. Mẹ, mẹ con mới về. À, bộ Tết rồi mày bệnh áo dài vậy, đi làm neo mà bệnh áo dài đẹp vậy á. Ngày mai là Tết rồi, bữa nay con bận thử thôi. Ông ơi, nó điệu dễ sợ á. Nó đâu giống tôi gì đó đâu. Thì nó giống mẹ nó chứ giống ai nữa. Mẹ con đâu rồi mẹ? Ồ, má mới thay tả cho nó rồi á, cho nó vô trong cái nôi nó ngủ rồi con. Mai. Gì đó ta? Chị hai tay má. Ờ, chị hai tay nó tới đó. Hai chị em bay nói chuyện với nhau đi. Mai tay về. Chị mới về. Coi gửi bé Na cho ai rồi mẹ em khác. Má già rồi mà còn cái lương nuôi con nít của chị, con của chị nữa. Vợ em rồi cũng không thích nghe tiếng nít khóc nữa. Mà chị cứ đem qua gửi ngoài. Chị coi gửi ai gửi đi. Chị cũng muốn đem đi gửi chỗ khác lắm á chứ. Mà tại vì má nói là người ta cho bé Na bú không có đủ, cho ăn không có bằng mẹ chăm sóc. Mẹ muốn là để cho mẹ giữ chứ chị đâu muốn mẹ cực khổ đâu. Ôi, cũng tại mày con. Má mẹ. Chứ không phải thì chị sẽ tốn tiền baby sit sao? Mỗi tháng mấy trăm á chị hai à? Phải không? Cái gì mà hở ra là em nói móc họng vậy? Em móc họng gì à? Cái đó là sự thật. Tại vì chị á, biết bây giờ chị qua nhà em rồi. Dễ gì? Tự nhiên bây giờ có bà già qua đây chị mới chạy qua. Phải qua chụp que mà. Tại vì chị nghèo, chị đâu dám qua nhà em. Thôi. Ôi mà tụi bay êm hết rồi để cho má vui đi con à. Má à. Đừng có đứa nào ngày nhà hết trơn hết trọi. Má biết đâu. Má là chưa có này là con với chị hai là chưa là chó với mèo vậy má. Suốt ngày bị cãi hoài và bả tánh nhìn bả là biết rồi. Tại vì hồi đó mẹ cho chị với em bận chung cái tả này nè. Nên bây giờ gặp nhau là giống như mặt trăng với mặt trời vậy đó. Má biết sao mà con giống mẹ giống ba đó. Sao mà thấy bà này gặp cái lộ hoài. Đừng có đổ thừa. Con có biết không, tả này là hồi đó tụi bay á, bà nội bay mua cho bà má mẹ. Mẹ giờ cũng bắt chước bà nội tụi bay á, tao mua mấy da tao chặt đi rồi tao phơi tao xài á, nó tiện và lợi nó.